Hello, xin chào anh em và mình là Hoàng Vâu đây. Trên những video test game trước đây thì có rất là nhiều anh em hỏi chúng mình là làm thế nào để có thể hiện được những cái thông số như là FPS này, nhiệt độ hay là điện năng tiêu thụ trên màn hình khi chơi game. Thì chúng mình đã có trả lời và gửi link cho anh em rồi, tuy nhiên thì nó vẫn chưa được cụ thể và hiệu quả cho lắm. Vậy ngày hôm nay mình sẽ dành ra hẳn một video này để hướng dẫn anh em cách để hiển thị những thông số phần cứng ở trên màn hình laptop khi chúng ta chơi game nhé. Và nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc laptop gaming thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết và link chương trình mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để anh em tham khảo nhé. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của anh em nữa, bắt đầu video thôi. Và ngay bây giờ mình xin hướng dẫn anh em cách để hiển thị những thông số phần cứng ở trên laptop khi chúng ta chơi game với hai phần mềm là HVK Info 64 và MSI Afterburner. Với những anh em sử dụng chip của Intel thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm MSI Afterburner. Còn nếu như anh em sử dụng CPU của AMD thì hiện tại MSI Afterburner chưa hỗ trợ hiển thị đủ thông số của chip của Ryzen, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng thêm một phần mềm thứ hai, đó là HVK Info 64. Còn cài đặt và tinh chỉnh như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành nhé. Và chúng ta cùng đến phần mềm đầu tiên, đó là phần mềm MSI Afterburner. Và mình có một lưu ý nhỏ cho anh em là chúng ta chỉ nên sử dụng phiên bản 4.6.3 beta 1 mà thôi, bởi vì những phiên bản trước nó sẽ không hỗ trợ đầy đủ những cái thông tin mà chúng ta cần, cho nên là anh em lưu ý cho mình điều này. Và link của hai phần mềm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tải về nhá. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cài đặt thôi. Chúng ta cứ cài đặt như những phần mềm thông thường, rất là đơn giản. Và trong khi quá trình cài đặt chuẩn bị hoàn tất thì chương trình MSI Afterburner sẽ hiển thị thêm một cái phần mềm thứ hai để cho chúng ta cài đặt, đó là phần mềm Riva Tuner. Thì đây là một cái phần mềm giúp hỗ trợ hiển thị ra những cái thông số mà MSI đã tính toán được ra ngoài màn hình, cho nên là anh em lưu ý cho mình là không được bỏ qua cái phần này. Sau chúng ta ấn Finish. Và đây chính là cái giao diện chính của phần mềm MSI Afterburner sau khi chúng ta đã cài đặt xong. Và ở đây chúng ta có một số những cái tùy chỉnh như là ép zoom cả màn hình này, điều chỉnh quạt vân vân. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích anh em mình sử dụng những cái tinh chỉnh này, bởi vì nó có thể làm hại cho cái cả màn hình của chúng ta. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái thông số thôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần tinh chỉnh. Chúng ta sẽ ấn phần setting có cái răng cửa ở đây. Và ở tab đầu tiên là tab General thì anh em để ý cho mình cái dòng đầu tiên là dòng Master Graphics Processor Selection, xem là các đồ họa rời của chúng ta là GPU1 hay là GPU2. Thì ở đây chiếc máy của mình là GPU1. Tiếp theo đó chúng ta sẽ chuyển sang tab thứ hai là tab Monitoring. Thì đây chính là những cái thông số để cho chúng ta có thể tung ra ngoài màn hình và những cái thông tin mà chúng ta cần. Và những cái thông tin mà chúng ta cần thiết ở đây đó chính là nhiệt độ, phần trăm sử dụng, xung nhịp và điện năng tiêu thụ cho cả GPU và CPU. Ngoài ra thì chúng ta cần thêm thông số như là RAM hay là FPS nữa. Thì ở đây ngay dòng đầu tiên đó chính là phần nhiệt độ của GPU, của mình là GPU1 rồi. Thì anh em kích chuột vào và sau đó nhìn xuống dòng dưới có Show in on display, thì chúng ta kích một cái tích vào đây. Đấy, nó hiện ra cái in OSD là được. Chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với những cái thông số tiếp theo. Đây là GPU1 Show on này. Ở đây mình đã làm sẵn rồi. Ở đây là Show on này. Đây là xung nhịp, có clock và xung nhịp này. Đây là Power Show on. Cứ như thế cho những cái phần tiếp theo của CPU hay RAM hay là FPS. Show on, ok. Có một cái lưu ý nhỏ khi anh em mới cài đặt là ở phần FPS ở đây có một cái dấu tích nó đã bị ẩn đi rồi, thì anh em chỉ cần ấn vào để cho cái tích nó sáng lên thôi. Và chúng ta sẽ ấn lại Showing on screen display là được. Và sau đó chúng ta ấn Apply, ok. Và bây giờ chúng ta cùng thử nghiệm trên một tựa game nhé. Ở đây mình sẽ thử nghiệm với game Cyberpunk. Xem nó sẽ hiển thị như thế nào nha. Ok, và đây chính là những cái thông số hiển thị khi chúng ta chơi game. Và như anh em có thể thấy ở đây những cái thông số nó rất là trực quan, ở cả CPU này, GPU này và RAM và FPS nữa. Và có một lưu ý nữa là nếu như anh em muốn điều chỉnh những cái góc nhìn hay là phóng to thu nhỏ sao cho vừa mắt anh em, thì anh em hãy bật ngay cái chương trình Riva Tuner lên. Nó sẽ nằm ở ngay dưới cái thanh tab thôi. Và anh em bật lên. Ở dưới cái ô này nó chính là cái kích cỡ và cái vị trí anh em muốn cài đặt. Thì nếu như anh em muốn phóng to hay thu nhỏ chỉ cần kích vào cái dòng On Screen Display Zoom thôi. Chúng ta sẽ có thể phóng to thu nhỏ ra tùy anh em sao cho vừa mắt mất. Có thể phóng to được như này nữa cơ, nhưng mà chắc chắn là không ai điều chỉnh to quá như này cả. Với mình chỉ cần như này thôi. Và đó chính là phần mềm MSI Afterburner trên chip Intel. Và bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần mềm thứ hai là phần mềm HVK Info 64.
Và đó là cách cài đặt cũng như là tinh chỉnh phần mềm MSI Afterburner trên chip Intel. Còn với chip AMD thì sao? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một phần mềm thứ hai, đó là HPK Info 64. Và ngay bây giờ chúng ta cùng vào cài đặt nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến phần mềm HPK Info 64 dành cho những anh em sử dụng CPU của AMD. Và anh em lưu ý rằng chúng ta vẫn phải sử dụng song song với cả phần mềm MSI Afterburner nhé. Và nếu như anh em đã cài phần mềm trên xong rồi thì chúng ta sẽ đến với ngay với phần mềm này. Và chúng ta sẽ cài đặt như bình thường thôi. Cài đặt rất là nhanh chóng. Đấy, một lúc thôi mà nó đã hiện ra rồi anh em ạ. Rất là nhanh đúng không? Và chúng ta ấn Finish. Và đến cái ô nhỏ nhỏ này thì ban đầu nó sẽ hiện ra ở đây có cái hai dòng Sensor Only này, thì anh em chỉ cần ấn vào Sensor Only thôi và chúng ta ấn Run. Và đợi cho nó tính toán và nó sẽ hiện ra cái giao diện chính. Thì đây chính là cái giao diện chính này, thì anh em chỉ cần quan tâm đến những cái thông số của CPU thôi. Cho nên là chúng ta sẽ ấn ngay vào phần Setting và chuyển đến cái tab OSD. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm đến cái dòng xung nhịp, thì ở đây nó sẽ hiển thị là Core 0 T0 Effective Clock. Thì đây chính là cái phần xung nhịp để anh em có thể lựa chọn và tinh chỉnh. Thì ở đây anh em chỉ cần nhìn xuống dưới, ấn vào Show Value in OSD thôi. Và chúng ta có thể ấn thêm cái Show Label này. Cái ô bên cạnh này thì để cho cái chữ cái đơn vị của anh em có thể thu nhỏ lại, và sẽ làm cho cái dòng thông số của chúng ta trông nó gọn gàng hơn. Chúng ta sẽ kích vào. Tiếp theo nữa là đến phần trăm sử dụng của CPU. Thì ở đây nó sẽ hiển thị là Core 0T0 Usage. Đấy, và tiếp theo chúng ta sẽ ấn Show Value thôi, chuyển Show giá trị thôi. Chúng ta bỏ qua cái Show Label đi và vẫn tích vào cái ô tiếp theo này. Kế đó là phần nhiệt độ. Thì ở đây phần mềm này nó hiện hơi khó nhìn một tí, anh em lưu ý nhá. Và ở đây nó sẽ ghi là CPU mở ngoặc T-Control gạch chéo T-Dial. Đấy, hơi khó đọc một tí đúng không? Đấy, thì chúng ta chỉ cần kích vào và làm tương tự như ở trên thôi. Ấn Show Value và cái ô này. Và cuối cùng đó chính là phần điện năng tiêu thụ. Thì ở đây nó sẽ ghi là CPU Packet Power. Anh em làm tương tự như trên. Và sau đó là xong. Anh em chú ý là đến sau khi chúng ta làm xong rồi, chúng ta thu nhỏ xuống, đừng có tắt đi nhá. Tắt đi là nó sẽ không hiện ra đâu. Và tiếp theo đó thì anh em sẽ bật lại cái phần mềm MSI Afterburner lên đó. Và chúng ta cũng thu nhỏ nó xuống. Và bây giờ chúng ta test qua tựa game thôi để kiểm tra xem nó hoạt động như nào. Đấy, hiện rất là nhanh. Thì đây như em có thể thấy là phần mềm MSI Afterburner mình đã bỏ qua cái phần CPU rồi. Thì ở đây là nó vẫn sẽ hiện ra những thông số của GPU cũng như là RAM và FPS. Và ở dưới nó sẽ là dòng hiển thị chính của phần mềm HPK Info 64. Trông nó rất là trực quan đúng không anh em? Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em trong video lần này. Và qua hai phần mềm ở trên thì hy vọng anh em sẽ có được những cái thông tin có thể anh em đã bỏ qua hoặc là chưa biết. Và mình có bỏ sót thông tin nào không thì anh em có thể bình luận ở phía bên dưới phần comment. Và đừng quên like, subscribe cũng như chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.